liệu Trung còn có được Tổng Bí thư Tô Lâm ưu ái trả tự do trước thời hạn hay không. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chủ động đề nghị rút khỏi chức vụ Chủ tịch nước như đồn đoán được đánh giá là điều hợp lý. Với lý do ông Tô Lâm chưa đủ bề dày kinh nghiệm cần thiết để có thể nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng. Hơn thế nữa, nhìn vào lịch trình làm việc dày đặc của ông Tô Lâm trên hai cương vị đứng đầu đảng và nhà nước trong thời gian gần đây, người ta thấy ông chỉ có họp và họp. Do vậy, ông chỉ giữ một chức vụ Tổng Bí thư là điều hoàn toàn hợp lý. Tối ngày 29 tháng 8, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam. Cùng dự buổi lễ có cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nguyên Chủ tịch Quốc hội, các nguyên Thường trực Ban Bí thư. Giới quan sát đánh giá, vị trí ngồi của các lãnh đạo khiến người ta nghĩ đến một bộ tứ 3+1, khi ông Dũng ngồi ở vị trí trung tâm nhất cùng ba nhân vật tứ trụ. Một điều đáng chú ý là sự vắng mặt của cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Dường như ông Tư Sang trong thời gian gần đây đã vắng mặt thường xuyên trong các sự kiện chính trị quan trọng. Nhiều ý kiến lo ngại ông Tư Sang là nhân vật có biệt danh là Tư Sang nham hiểm, liệu có đang bày mưu tính kế với hy vọng lật ngược được thế cờ hay không. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của cựu Thường trực Ban Bí thư, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh bên cạnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, giữa tin đồn liên quan đến tin mừng với cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, người được cho là con nuôi của ông Lê Hồng Anh. Báo Tiền Phong vào ngày 29 tháng 8 đưa tin cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hoàn tất nghĩa vụ thi hành án dân sự. Bản tin cho biết Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội thông báo ông Chung đã hoàn tất việc thi hành án liên quan đến vụ án thổi giá cây xanh. Ông Chung đã bồi thường và nộp lại án phí tổng cộng hơn 25 tỷ đồng. Đáng chú ý, báo Tiền Phong nhấn mạnh điều này có thể là một yếu tố để xem xét giảm án trong thời gian tới. Phải chăng đây là dấu hiệu về một tin mừng với ông Nguyễn Đức Chung? Một câu hỏi khác được dư luận đặt ra là liệu ông Đinh La Thăng có được Tổng Bí thư Tô Lâm và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải cứu hay không? Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến ủng hộ và cho rằng với quyền lực của ông Tô Lâm và trách nhiệm của ông Nguyễn Tấn Dũng, hy vọng ông Đinh La Thăng sẽ được xem xét để tiến tới được đặc xá. Tương tự ông Trung Ngọc Anh, một đệ tử của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, theo giới thạo tin, ông Tô Lâm sẽ không tán thành đề xuất kể trên với lý do người ký bản kết luận điều tra với ông Đinh La Thăng chính là ông Nguyễn Duy Ngọc. Ông này là Chánh văn phòng Trung ương Đảng, đổi lại trường hợp Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Hà Nội sẽ được xem xét. Cũng như ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Đức Chung đang thi hành án từ 13 năm 6 tháng và chưa chấp hành đủ 1/2 bản án. Tuy nhiên, với cái gọi là trường hợp đặc biệt hay trường hợp ngoại lệ, một loại bảo bối của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì người có quyền lực cao nhất hiện nay là ông Tô Lâm có thể làm được tất cả. Cũng xin nhắc lại, theo giới thạo tin, ông Nguyễn Đức Chung là con nuôi của ông Lê Hồng Anh, một người bạn vào sinh ra tử với ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là viễn kiến của ông Ba Dũng nhằm để đàn em của mình có thể quay trở lại. Ông Dũng đã chấp nhận nín thở để qua sông. Liệu ông Nguyễn Đức Chung có được Tổng Bí thư Tô Lâm ưu ái xem xét việc này như món quà để cảm ơn Đại tướng Út Anh, tức là cựu Bộ trưởng Bộ Công an, hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin liệu Trung còn có được Tổng Bí thư Tô Lâm ưu ái trả lại tự do trước thời hạn hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải thoái lui khỏi vị trí Chủ tịch nước và ai sẽ kế nhiệm? Vào ngày 26 tháng 8, sau khi kỳ họp bất thường Quốc hội lần thứ 8, Quốc hội có 15, Tổng Thư ký Quốc hội, ông Bùi Văn Cường đã ra thông báo. Quốc hội sẽ bầu lại chức danh Chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội thường niên vào tháng 10 tới đây. Điều đó cho thấy hệ thống chính trị tại Việt Nam sẽ quay trở lại với bộ tứ quyền lực quen thuộc, gọi là tứ trụ. Như vậy, trong khóa 15 này, chức vụ Chủ tịch nước nguyên thủ quốc gia Việt Nam có đến 3 nhân vật phải rời ghế, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng và ông Tô Lâm trong vòng chưa đầy 2 năm. Điều đó càng chứng tỏ đây là ghế nóng có rớp, ngồi chưa vững đã gãy là chuyện có thật.
giới quan sát đánh giá rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm phải bàn giao chức Chủ tịch nước là điều mà ông hoàn toàn không muốn, bởi với lý do điều đó sẽ ảnh hưởng tới quyền lực tuyệt đối của ông. Nếu không giữ chức Chủ tịch nước thì đương nhiên vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang sẽ không thuộc về ông. Đồng thời điều đó cũng sẽ cản trở rất lớn trong các hoạt động đối ngoại của ông Tô Lâm. Câu hỏi đặt ra là vậy tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm không tiếp tục kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước được nữa? Cuối năm 2018, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang mắc bệnh đã qua đời, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa hai chức danh lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Trung Quốc. Theo giới phân tích, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng này, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo giữa hai nhiệm kỳ đại hội Đảng, trong Bộ Chính trị nhóm tứ trụ là lãnh đạo đứng đầu, có quyền lực tối cao, tùy theo từng giai đoạn, nhóm này có thể là 3 hay 4 người nắm giữ. Tuy nhiên có một nguyên tắc bất di bất dịch Đảng kể từ sau năm 1986 đến nay, đó là nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách. Tại thời điểm này, khi Đại tướng Tô Lâm rốt ráo thâu tóm quyền lực trong Đảng và Nhà nước thì tập thể Bộ Chính trị và Ban Bí thư càng đòi hỏi phải duy trì nguyên tắc phân quyền trong tổ chức lãnh đạo để tránh tập trung quyền lực quá lớn vào cá nhân ông Tô Lâm và phe cánh Hưng Yên của mình. Vì vậy, việc kiện toàn chức danh Chủ tịch nước đang do ông Tô Lâm nắm giữ là điều bắt buộc. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, việc giảm bớt công việc của Chủ tịch nước cũng sẽ giúp cho ông Tô Lâm có thể tập trung thời gian và chức trách Tổng Bí thư để điều hành Đảng được tốt hơn. Đã có những so sánh giữa việc ông Trọng từng kiêm nhiệm hai chức danh trước đây với việc tại ông Tô Lâm không thể kiêm nhiệm được như thế. Đây có phải là sự khác biệt cơ bản nếu xét về uy tín trong nội bộ của Đảng cũng như kinh nghiệm lãnh đạo hay không? Ông Trọng đã giữ chức Tổng Bí thư từ năm 2011 trước khi kiêm nhiệm Chủ tịch nước của cuối năm 2018, trong khi ông Tô Lâm mới giữ chức Chủ tịch nước được hơn 3 tháng và chưa tròn 1 tháng trên cương vị Tổng Bí thư. Nói cách khác, ông Tô Lâm có hồ sơ làm lãnh tụ khá mỏng so với những người tiền nhiệm của ông. Tổng Bí thư Tô Lâm có lẽ chưa hội đủ điều kiện để nắm quyền lực tuyệt đối. Vậy ai sẽ là người thay ông Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước đây? Giới phân tích đánh giá, Đại tướng Lương Cường là ứng viên nặng ký nhất cho vị trí này, đồng thời vị trí này có thể là bước đệm để ông Lương Cường tranh chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Đáng chú ý, Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, dù không còn phục vụ trong quân đội nhưng vẫn được đánh giá là đại diện cho lợi ích quân đội trong Bộ Chính trị. Việc tướng Cường có thể giữ chức Chủ tịch nước sẽ cân bằng ảnh hưởng giữa quân đội và phe công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải thoái lui khỏi vị trí Chủ tịch nước và ai sẽ là người kế nhiệm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de